tại Hattrieside, Vương quốc Anh vừa diễn ra cuộc thi độc đáo, đó là tìm kiếm và quyến rũ run đất. Đúng như tên gọi, những người tham gia phải thu hút được càng nhiều run bằng cách rung đất hay nhiều kỹ thuật khác nhau. Cuộc thi đặc biệt chỉ diễn ra sau khi trời mưa, mục đích nhắm tới là thu hoạch được nhiều run đất làm mồi cho những lần đi câu cá. Nhưng nhiều người vẫn coi đó là một môn thể thao cạnh tranh lành mạnh. Cuộc thi tổ chức với một số quy tắc nhất định. Mỗi đội thi gồm 3 thí sinh, mỗi người được khoanh vùng một khoảng diện tích là 9m². Người chơi có 5 phút khởi động, 30 phút thi đấu. Trong đó, một người làm nhiệm vụ nhử run, một người đi bắt và truy kích. Ngoài ra, cuộc thi còn bao gồm các quy tắc khác như các thí sinh không được đổ nước hay áp dụng bất cứ thủ đoạn bạo lực nào. Một số thủ thuật mà các thí sinh thường sử dụng để nhử run bò lên trên mặt đất như là nhảy múa, âm nhạc hay dùng mồi nhử. Kỷ lục bắt được nhiều run nhất hiện nay thuộc về thí sinh Sophie Smith, 10 tuổi. Người đã bắt được 567 con run trong cuộc thi năm 2009.